Lần đầu tôi biết dùng bộ não của mình. Tuyệt vời. Là một cái gì đấy? À, là khi tôi di chuyển một khối gỗ thì khối gỗ này sẽ tụt xuống. Vậy thì chúng ta phải di chuyển làm sao cho tất cả các khối gỗ nằm ở vị trí những cái đỏ đỏ này, được không ạ?